Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraine. UAV cảm tử Lancet của Nga đốt cháy xe bọc thép Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố video cho thấy đơn vị trinh sát của nhóm tác chiến server xác định được một xe chở quân nhân bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine và tấn công nó bằng UAV cảm tử Lancet. UAV cảm tử Lancet của Nga đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các phương tiện giá trị cao và được minh chứng là một vũ khí rất hiệu quả trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy đơn vị trinh sát của nhóm tác chiến server xác định được một xe chở quân nhân bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine tấn công nó bằng UAV cảm tử Lancet. UAV trên sát này được cho là đã đốt cháy xe bọc thép của đối phương. Được phát triển bởi Zala Aero của Nga, UAV Lancet có thể tấn công các mục tiêu của đối phương một cách hiệu quả cách xa hàng chục km. Lính du Ukraine hé lộ hình ảnh những giờ đầu tiên tấn công vùng biên Nga. Theo tờ Kiev Independent, sau 10 ngày diễn ra cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ của Ukraine vào tỉnh kết của Nga, Kiev tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát 1.150 km vuông lãnh thổ Nga cùng 82 khu định cư, bao gồm thị trấn Sucha. Trong đoạn video được văn phòng báo chí Bộ Chỉ huy Lực lượng Tấn công đường không Ukraine công bố ghi lại những giờ phút đầu tiên thực hiện chiến dịch trên lãnh thổ Nga vào ngày 6 tháng 8. Video được tổng hợp từ hình ảnh quay bằng máy bay không người lái UAV và camera cầm tay của các binh sĩ dưới mặt đất. Trong video, quân đội xe tăng và xe bọc thép của Ukraine tiến vào vùng kết tiêu diệt hoặc bắt giữ các binh sĩ Nga, sau đó dơ cờ của lực lượng tấn công đường không. Phần mô tả trong video viết, ra phá bom mình, vượt biên, phá hủy tuyến phòng thủ của đối phương, không kích, pháo binh và tù nhân, sự chuẩn bị kỹ lưỡng lập kế hoạch, yếu tố bất ngờ, tinh thần chiến đấu và giấu kín thông tin đã trở thành yếu tố quyết định trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Một số chuyên gia nhận định, thành công về mặt chiến thuật của ukraine ở tỉnh kết là sự kết hợp sử dụng hiệu quả các loại vũ khí như xe tăng, pháo binh và máy bay không người lái uav kiev cho hay thay vì giành quyền kiểm soát lãnh thổ của đối phương cuộc đột kích vào kết nhằm mục đích bảo vệ sinh mạng công dân ukraine bằng cách ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới từ phía nga và chuyển hướng quân tiếp viện của nga ukraine tố nga tấn công kiev lần thứ ba trong tháng Thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan quân sự của thủ đô Ukraine cho hay, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo thứ ba vào Kiev ngày 18 tháng 8 giờ địa phương. Nhưng dữ liệu sơ bộ cho thấy hầu hết các tên lửa đã bị bắn hạ. Sesi Popko, người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev, thông tin trên ứng dụng Telegram. Đây đã là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo thứ ba vào thủ đô trong tháng 8, với khoảng cách chính xác là 6 ngày giữa mỗi cuộc tấn công. Chỉ huy lực lượng không quân Ukraine Mykola Olechek cho biết đã phá hủy 8 máy bay không người lái tấn công của Nga và 5 trong số 8 tên lửa được phóng qua đêm trên khắp cả nước, bao gồm cả Kiev. Ông Olechek nói thêm, lực lượng chiến đấu phòng không, lực lượng tên lửa phòng không, các nhóm bắn cơ động và các đơn vị tác chiến điện tử đã bắn hạ 13 mục tiêu trên không ở các khu vực Kiev, Sumy, Polstava. Ông cho hay Nga đã phóng 8 tên lửa vào sáng 18 tháng 8, bao gồm 3 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 2 tên lửa dẫn đường. Ukraine đã bắn hạ 5 tên lửa trong số đó, và 3 tên lửa mà họ bắn trượt đã không đến được mục tiêu. Theo giới chức Kiev, không có báo cáo ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại ở thủ đô. Tuy nhiên, Thống đốc Kiev Lostron Kravchenko nói rằng hai ngôi nhà riêng đã bị phá hủy và 16 ngôi nhà khác bị hư hại do các mảnh vỡ rơi xuống. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram, Nga luôn biết họ đang tấn công vào đâu bằng tên lửa và bom. Đây là hành động có chủ đích và có mục tiêu của Nga. Reuters không thể xác minh độc lập quy mô thiệt hại ở khu vực Kiev. Một nhân chứng của Reuters đã nghe thấy tiếng nổ giống như hệ thống phòng không vào sáng 18 tháng 8. Mỹ không cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa ở cất. Theo đài RT, Kể từ khi phát động cuộc tấn công lớn sang khu vực biên giới của Nga vào tuần trước, Kiev đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép họ sử dụng một số loại vũ khí do các nước này viện trợ, bao gồm tên lửa Atak MS tầm xa của Mỹ. Atak MS có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km và có thể được phóng từ hệ thống pháo tên lửa đa nòng HIMA do Mỹ sản xuất. Tuy vậy, khi được hỏi về yêu cầu này, bà Sinh hôm 15 tháng 8 cho biết Washington đã làm việc với Kiev rằng việc thực hiện các cuộc tấn công tầm xa sâu vào Nga không nhất thiết phục vụ mục tiêu giành lại những vùng đất của Ukraine mà Moscow đã tuyên bố sắp nhập năm 2022. Bà Sinh cho biết, tất nhiên, chúng tôi lo ngại về sự leo thang. Vào cuối tháng 5, một số cơ quan truyền thông như CNN và Reuters đưa tin rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật cấp phép cho Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga. Động thái này được cho là nhằm đáp trả hoạt động của Nga ở vùng Kharkov phía đông bắc Ukraine được Nga phát động vào tháng đó. Vào tháng 6, tờ Washington Post dẫn lời một số quan chức Ukraine rằng Mỹ đã đặt ra giới hạn về khoảng cách mà quân đội nước này có thể bắn vào lãnh thổ Nga là dưới 100 km. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã phá hủy một hệ thống HIMA do Mỹ sản xuất mà họ cho là được sử dụng để tấn công khu vực cớt. Đầu tuần này, tờ The Telegraph cũng đưa tin chính phủ Anh đã từ chối cho phép ép sử dụng Storm Shadow một loại tên lửa tầm xa khác mà Anh viện trợ Ukraine để hỗ trợ cuộc tấn công vào khu vực cất của Nga. Ông lớn dầu mò Mỹ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Nga. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo công ty du lịch dầu mò SLB của Mỹ khẳng định rằng công ty vẫn chưa có ý định rời khỏi Nga, bất chấp áp lực từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Tờ Financial Times đưa tin, trích dẫn hồ sơ hải quan và báo cáo việc làm, ông lớn dịch vụ dầu mò của Mỹ SLB, trước đây là Slumberger, đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại Nga, mặc dù các đối thủ chính của công ty đã rút khỏi nước này sau khi bùng phát chiến sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Theo tờ báo Anh, SLB vẫn tiếp tục cung cấp thiết bị tại Nga, cũng như đăng ký nhãn hiệu, ký hợp đồng và tuyển thêm nhân viên. Trong khi xuất khẩu dầu mò của Moscow bị siết lệnh cấm vận, các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ và Liên minh châu Âu-EU đã không áp đặt các hạn chế toàn diện đối với các dịch vụ dầu mỏ tại Nga, do lo ngại rằng các biện pháp như vậy sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu hóa thạch toàn cầu và đẩy giá dầu tăng cao. Công ty SLB đã xuất khẩu các thiết bị trị giá 17,5 triệu đô la Mỹ vào Nga trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái. Việc giao hàng vẫn diễn ra, mặc dù công ty đã cam kết vào tháng 7 năm 2023 rằng sẽ dừng cung cấp các lô hàng sản phẩm và công nghệ đến Nga. Theo báo cáo, hàng nhập khẩu của SLB đến từ các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ. Trong số các mặt hàng được cung cấp sang Nga có cáp và hóa chất, những loại hàng hóa có thể phải chịu sự kiểm soát nếu được xuất khẩu từ EU. Công ty dịch vụ mỏ dầu lớn này cũng đã đăng hơn 1.000 quảng cáo việc làm kể từ tháng 12 năm 2023 cho các vị trí từ tài xế đến nhà hóa học và nhà địa chất. Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh tại Nga đã đóng góp 5% trong tổng doanh thu 33,1 tỷ đô la Mỹ của SLB. Tờ báo kinh doanh Vedomosti hồi tháng 4 cho biết, lợi nhuận của SLB tại Nga trong năm ngoái đã tăng gấp 4 lần so với năm 2022. Các đối thủ chính của công ty SLB, bao gồm tập đoàn Halibuton có trụ sở tại Texas và Hughes có trụ sở tại Houston, đã đình chỉ hoạt động tại Nga vào năm 2022, trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp phương Tây rút khỏi nước này do lo ngại tác động từ các lệnh trừng phạt. Vào thời điểm đó, lãnh đạo SLB cũng nói rằng công ty đã đình chỉ đầu tư mới và triển khai công nghệ tại Nga. Tuy nhiên hiện tại, SLB vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga. Giám đốc điều hành SLB Olivier Lepeche trả lời Financial Times vào tháng 3 rằng công ty vẫn chưa có ý định rời khỏi Nga, bất chấp áp lực từ các lệnh cấm vận của phương Tây. Các nước G7 đã áp đặt mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu thô của Nga cách đây 2 năm như một phần của lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraina. Tuy nhiên, việc thực thi lệnh trừng phạt nhìn chung đã không đạt được mục tiêu kiềm hãm nền kinh tế Nga. Ngân hàng thế giới WB vào tháng trước đã đưa Nga vào danh sách các quốc gia có thu nhập cao, lần đầu tiên kể từ năm 2015. Theo báo cáo được WB công bố hồi tháng 7, thương mại là một trong những yếu tố chính góp phần vào sự tăng trưởng này của Nga, đạt mức tăng 6,8% vào năm ngoái. WB cũng cho biết ngành tài chính Nga, một mục tiêu lớn khác của các lệnh trừng phạt từ phương Tây, đã tăng trưởng 8,7% vào năm ngoái. Sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ và EU đối với Nga, Moscow đã chuyển hướng xuất khẩu nhiên liệu sang các nước ở châu Á và châu Phi. Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành khách hàng hàng đầu của quốc gia này. Trong diễn biến có liên quan, Nga đã trở thành quốc gia bị phương Tây trừng phạt nhiều nhất sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022 vượt qua cả Iran và Triều Tiên. Bất chấp áp lực, nền kinh tế Nga đã tăng trưởng 4,7% trong nửa đầu năm 2024. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, các lệnh trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp đặt về Nga sẽ vẫn tồn tại trong nhiều thập kỷ tới, kể cả khi đạt được giải pháp hòa bình ở Ukraine. Nga chuẩn bị cho nhiều thập kỷ bị phương Tây trừng phạt, thúc đẩy liên minh chống trừng phạt quốc tế. Ngày 16 tháng 8, phát biểu tại Hội thảo của tiêu đề các lệnh trừng phạt đối với Nga tiến tới vô tận. Ông Dmitry Pirichevsky, người đứng đầu Bộ phận Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, các lệnh trừng phạt kinh tế do phương Tây áp đặt đối với Nga sẽ vẫn có hiệu lực trong nhiều thập kỷ, ngay cả khi có một giải pháp hòa bình ở Ukraine. Ông Pirichevsky nói, đây là câu chuyện của nhiều thập kỷ tới. Bất kể diễn biến và kết quả của một giải pháp hòa bình ở Ukraine như thế nào, thì trên thực tế đó chỉ là một cái cớ. Hội thảo là một phần của cuộc tranh luận rộng hơn trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh của Nga, về việc liệu Moscow có nên nỗ lực để được nới lỏng các lệnh trừng phạt hay chấp nhận chúng như một thực tế lâu dài và học cách giải quyết các vấn đề liên quan trừng phạt. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng, việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga sẽ là một trong những điều kiện để đạt được hòa bình của Moscow. Ông Petychetsky cho biết, các lệnh trừng phạt có một số lợi ích, thúc đẩy Nga phải tái cấu trúc nền kinh tế và sản xuất nhiều hàng hóa có giá trị gia tăng hơn các loại hàng hóa vốn trước đây thường được nhập khẩu từ các nước phương Tây. Về kế hoạch dài hạn, ngày sau lấy nhậm chức nhiệm kỳ mới ngày 7 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh về các mục tiêu phát triển quốc gia của nước Nga đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2036. Trong đó, mục tiêu kinh tế hàng đầu mà Tổng thống Putin đặt ra là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế trên mức bình quân của thế giới và đạt vị trí thứ tư thế giới về tổng sản phẩm quốc nội GDP, xét theo sức mua tương đương PPP vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu đó, ông Putin muốn chuyển đổi kinh tế Nga sang nền kinh tế trọng cung. Theo báo Vedomosti, việc chuyển đổi sang nền kinh tế trọng cung đã được Tổng thống Putin công bố lần đầu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6 năm 2023. Các điểm chính để chuyển sang nền kinh tế trọng cung gồm tăng khối lượng sản xuất hàng hóa, giảm tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ xuống 17%, tăng thu nhập của hộ gia đình và duy trì mức lương của người lao động không thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Theo Moscow, bốn điều kiện chính để hình thành nền kinh tế trọng cung là tăng năng suất lao động, tăng mức đầu tư vào kinh tế thêm 20% vào năm 2030 so với hiện tại, tăng tốc độ tăng trưởng các sản phẩm phi tài nguyên và phi năng lượng lên ít nhất 2 phần 3 so với khối lượng xuất khẩu hiện tại, cải thiện hành lang hậu cần vận tải quốc tế đối với hàng hóa của Nga. Ngoài ra, theo ông Dmitry Pirichevsky, Moscow đang tham vấn các chiến lược với các quốc gia bị trừng phạt khác như Iran, Triều Tiên và Venezuela, nhằm mục đích tạo ra một liên minh chống trừng phạt quốc tế. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!